Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên về găng tay thủ môn Rokeeper Sài Gòn. Thì cuối cùng thì mình cũng đã tập hợp được 5 mẫu răng No Hand Trap của 5 hãng khác nhau để có thể giới thiệu đến các bạn những cái mẫu răng mà có thể nói là theo xu hướng hiện tại là thiết kế không hand trap, là không có đồ băng quấn cái cổ tay các bạn ha. Đây là cái xu hướng thiết kế của 2019 của tất cả các hãng. Thì các bạn cũng biết là đi tiên phong trong cái việc thiết kế găng tay không hand trap là Nike của Mỹ. Thì tiếp sau đó thì các ông lớn khác như là Puma, Adidas và những cái hãng có thể các bạn chưa biết những cái hãng này nhưng mà nó cũng đã nổi tiếng ở bên đất nước của họ. Ví dụ như dòng sản phẩm SB. SB là một cái hãng găng tay nổi tiếng tại Tây Ban Nha. Còn Debita là cũng là một hãng găng của Đức. Có thể Debita thì chuyên về sản xuất banh hơn, sau này họ mới làm găng tay, nhưng họ cũng kịp thời ra mắt một mẫu găng tay không hand trap ha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng hãng để cho các bạn biết rõ thêm về nhiều hãng găng tay khác nhau trên thế giới ha. Đầu tiên đó là hãng SB. Hãng SB có một cái tên gọi đầy đủ, đó là hãng Solo Bosteros của Tây Ban Nha. Năm 2005 thì SB đã bắt đầu làm găng tay riêng cho mình. Họ dựa theo những cái trải nghiệm của các thủ môn chuyên nghiệp để họ cho ra những cái dòng sản phẩm găng tay chất lượng đến từ Tây Ban Nha. Họ thu thập và họ nghe những cái ý kiến của các thủ môn đã sử dụng qua găng của họ để họ phát triển và tạo một cái nền tảng cho thiết kế cũng như găng tay của mình. Thì trên tay của mình đây là đôi găng tay mới nhất của SB không hand trap. Nó có tên gọi là Nogon 90 Loro. Các bạn, đây là tên gọi của sản phẩm ha. Thì thiết kế của đôi SB Nogon Zero này có phần hơi khá giống đôi Nitus Elite các bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái đôi SB này. Thì cái mẫu sản phẩm này thì có khoảng 3 màu, nhưng mà mình sẽ lấy cái màu này để đưa đến cho các bạn. Thì cái backhand của nó là một cái lớp vải cao su tổng hợp giống như là cái mẫu Tread Elite của Nike ha. Đây là cái vải cao su tổng hợp. Thì ngón negative, mặt ngón negative, nhưng các bạn thấy là họ đã làm những cái lớp vải xung quanh cái ngón. Thứ nhất là để tránh các ngón negative chúng ta bị hay tróc cái đầu ngón ha. Thứ hai là giúp cho lòng bàn tay của chúng ta thoáng khí rất là tốt. Mút Solo Bestero sử dụng cho dòng Zero Ron này đó là mút Giga Grip. Giga Grip là một cái loại mút cao cấp nhất của hãng. Các bạn thấy cái độ dính của nó rất là cao ha. Và trong cái phần lòng bàn tay thì có in một cái số 13. Bây giờ mình sẽ đeo vào cho các bạn xem. Thì cái mẫu này thì mình cũng đã đeo thử rồi. Thì nó rất là ôm, bó và ôm. Đó là cái điều mình muốn nói trước. Đây là cái size chính mà mình, các bạn thấy là mình mang vào rất là khó khăn. Nên các bạn nào đi size 8 có thể mang được đôi này. Cái dòng này có số 13 tạo một cái điểm nhấn trong cái loại lòng găng bàn tay ha các bạn. Đeo vào thì các bạn thấy là khi đeo vào nó rất là ôm tay, ôm phần cổ tay nè. Và các bạn thấy ngay cái khúc phần backhand này
SP đã tạo ra một cái điểm điểm cắt ngang cái cổ tay của chúng ta để cho nó phù hợp với cái cổ tay khi mà chúng ta di chuyển lên xuống nè, các bạn thấy không? Đó, và nó theo cái khớp này luôn. Đó, kiểu là có ý đồ nha các bạn. Phối màu khá là đẹp giữa màu đỏ và màu trắng, tạo nên một cái đôi găng tay nổi bật. Các ngón là vừa y vừa khít luôn. Và ở đây có một cái thun để có thể bám chặt cái cổ tay của chúng ta. À, đây là mẫu SP, mẫu đầu tiên mình muốn giới thiệu đến các bạn trong cái video clip 5 đôi găng tay không hand trap này. À, ok, bây giờ mình sẽ qua mẫu tiếp theo. Tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là mẫu găng tay của Adidas. Thì sau khi Nike tung ra cái dòng Tod Elite thì Adidas cũng khá là im hơi lặng tiếng. Khoảng giữa năm nay thì Adidas mới bắt đầu tung ra mẫu Redatoral, và với cái thiết kế là hand trap rời. À, một cái ý tưởng cũng khá là độc đáo của Adidas. Nó xứng đáng để chúng ta có thể nói Adidas là một trong những cái hãng thể thao lớn nhất hiện tại cùng với Nike. Các bạn, họ đã không theo Nike khi mà họ không, có thể họ vẫn làm được một mẫu găng không hand trap, nhưng họ đã làm thêm một cái hand trap rời để chúng ta có thể thích thì chúng ta có thể cuốn hand trap vào, không thích thì chúng ta có thể tháo ra. Đó là một cái ý tưởng lạ, nó là ý tưởng lạ thôi các bạn. Còn về cái độ tiện dụng hay là cái sự mà có thể nói là cái theo mình thì nó về độ lạ thôi, còn cái sự tiện dụng thì nó cũng không có gì nhiều hết, nó cũng hơi rắc rối một xíu thôi các bạn. Thì cái này thì đó, các bạn thấy nếu mà chúng ta không đeo hand trap thì chúng ta vẫn sử dụng bình thường, nhưng mà nó cũng hơi lỏng lỏng các bạn, tại vì cái phần này là bằng vải dệt len, nó cũng không phải như là mấy mẫu Nike Tod hay là mẫu SP vừa rồi mình giới thiệu các bạn, thì nó sẽ có cái độ bám hay cái thun ngay cái cổ tay, còn cái này thì không có. Thì Adidas đã làm thêm một cái này để chúng ta có thể dùng để chúng ta quấn vào ha. Đây. À, khi mà chúng ta quấn vào thì nó sẽ chắc chắn hơn, cũng giống như những cái mẫu cũ thì chúng ta có cái hand trap để chúng ta có thể bó lại và cố định lại cái vị trí cổ tay ha. Thì mẫu găng mới này của Adidas phối màu khá là đẹp giữa màu xám, đỏ và đen. Những cái gân cao su 3D gel này nó cũng thiết kế khác, tạo nên một cái lớp rất là chắc chắn, và nó làm cho chúng ta có thể đấm những trái bóng căng ha. Thì bề mặt backhand của Adidas thì cũng như những cái mẫu găng Retro trước thôi, nó cũng là làm bằng len dệt vải sợi ha, cho độ thoáng khi mà chúng ta đeo găng tay thoải mái và không bị hầm nóng. Mút đôi này mình giới thiệu là mút URR 1.0, là mút Romo dùng cho các bạn thủ môn chuyên nghiệp, với mút với độ dính cực kỳ cao. Đây là dòng sản phẩm cao cấp của Adidas, và Adidas đã trả lời Nike bằng một mẫu găng no hand trap và có thể kéo rời ra được. Ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp qua cái mẫu găng thứ ba. Mẫu găng thứ ba mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là mẫu của The Beastar. The Beastar là một hãng thể thao của Đức. Với việc chính của họ đó là làm sản xuất banh. Banh The Beastar có một thời gian đã là banh thi đấu chính thức tại giải Bundesliga hả các bạn. Thì The Beastar cũng là còn khá mới với các bạn và cũng là khá mới đối với mình, vì đây là lần đầu tiên mình nhập về mẫu găng The Beastar này. Thì theo mình, thiết kế đầu tiên đập vào mắt mình đó là một cái ngôi sao bốn cánh với giống như cái phi tiêu của ninja đó các bạn ha. Nó làm nổi bật cái găng lên. Thì backhand cũng là vải cao su tổng hợp cùng với mấy mút latex trên bề mặt găng. Thì đây cũng là một đôi găng không hand trap, nhưng với giá khá là rẻ,
giá chỉ khoảng cỡ 1.2 triệu đến 1.3 triệu một đôi thôi các bạn. Thì những bạn nào thích cái dòng No Handcraft mà giá thấp thì chúng ta có thể lựa dòng The Vista này. Mood The Vista cũng là mood tầm khá các bạn. Nó giống như là mấy mood con Sell Sell Awa các bạn. Ngón này là negative thì cũng giống như cái mẫu SP hồi nãy. Nó cũng có một cái lớp vải bao quanh cái đầu ngón. Có thể đây là một cái xu hướng mới của các hãng, khi mà họ đã nhận ra cái điểm yếu của ngón negative là dễ bị chóc đầu bút, nên họ đã làm một cái lớp vải xung quanh để cho chúng ta tránh bị chóc bút khi mà chúng ta ném bóng nhiều ha. Thì mẫu này thì cũng sản xuất tại Pakistan. Mình đeo vào thử cho các bạn xem. Thì đôi này đeo khá dễ hơn đôi SP nhiều các bạn. Nó cũng rất là ôm. Trong mặt mũi thì nó có một cái biểu tượng phi tiêu bốn cánh. Đây. Thì những cái mẫu No Handcraft này nó sẽ cho chúng ta một cảm giác thật bóng, thật bàn tay khi mà chúng ta mang vào. Nhưng mà có một điều đó là găng tay khá là nhẹ và mỏng, thì dùng cho những bạn nào có một cái kỹ thuật cơ bản tốt và bắt quen thì chúng ta mới sử dụng được. Còn những bạn tay yếu hoặc là chưa có kỹ thuật cơ bản tốt thì chúng ta không nên dùng những cái dòng này, vì nó rất là yếu nha, dễ gây ra chấn thương các bạn khi mà chúng ta bắt sai kỹ thuật. Thì đây là dòng The Vista có tên gọi là ABS Hyper One. Nó sẽ là một cái dòng găng tay No Handcraft giá rẻ dành cho các bạn nào thích cái kiểu dáng này ha. Tiếp theo là cái dòng Puma. Puma thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn trong một cái video clip trước rồi. Dòng Puma Future 19.1 này, nếu các bạn nào chưa xem thì chúng ta có thể xem lại trên cái video clip trước mình có giới thiệu rồi ha. Thì này mình cũng chỉ đưa ra cho các bạn xem thêm một dòng No Handcraft của Puma. Puma thì rất là theo thời các bạn. Khi mà Nike Dust Elite ra cái mẫu No Handcraft thì Puma cũng đã tạo ra những cái mẫu không handcraft rồi. Các bạn, đây là những cái mẫu trước, cái mẫu 18.1 cũng là không handcraft, và Puma đã tạo thêm một cái dây kéo để cho chúng ta có thể mang vào dễ dàng hơn. Thì đây là cái mẫu năm 2018, còn đây là mẫu năm 2019, bản nâng cấp với chất liệu vải dệt giống như Adidas và những cái đốt cao su 3D nổi được thiết kế random để tạo ra một cái đôi găng tay đẹp hơn và hài hòa hơn. Phối màu đen và xanh lá cây rất là đẹp mắt. Mẫu này khi mà ra thì đã được đón nhận rất là nhiều, và mình nghĩ Puma cũng là một trong những cái hãng có đội ngũ thiết kế rất là sáng tạo. Họ luôn tạo ra những cái sản phẩm rất là khác biệt và rất là tinh tế ha. Thì dòng Puma này mình cũng không giới thiệu nhiều nữa vì mình đã giới thiệu rồi. Thì đây là một hãng găng đã được các thủ môn trên thế giới sử dụng rất là nhiều các bạn. Và đôi cuối cùng mình muốn nói đến đó là cha đẻ của dòng No Handcraft này. Này với mẫu mới nhất đó là mẫu Tuff Mercurial Elite với cái thiết kế màu trắng sữa các bạn. Trắng này dạng như trắng ngà và màu cam cứ khá là nổi bật. Nó có nhiều lỗ thông hơi trên bề mặt backhand cùng với mood Elite rất là dính, với on condition control kiểm soát bóng rất là tốt hơn. Ngón negative và cũng đã có một cái thiết kế khác khi mà những cái miếng vải xung quanh ngón tay đã được bọc lại ha. Thì dòng Nike Tuff này thì khi mà chúng ta đeo vào thì cảm giác rất là thật tay, cũng như là cho chúng ta bắt bóng rất là dính
mình cũng đã có một video clip để test về cái dòng sản phẩm này rồi, cái dòng sản phẩm đầu tiên với đôi nai màu đen ha. Thì bây giờ nó đã ra đến dòng sản phẩm thứ 4, thứ 5 rồi, rất là nhiều màu sắc khác nhau. Thì mình cũng không giới thiệu về đôi này nhiều vì mình đã giới thiệu nhiều rồi, mình cũng chỉ cho các bạn xem đây là cái màu mới hiện có tại shop thôi. Thì các bạn thấy là hai bên hai tay khác nhau, một bên là móc nai, một bên là chữ Mercurial ha. Thì mẫu này cao cấp nhất và mình cũng không nói nhiều về cái mẫu này nữa ha. Vâng, và vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn 5 mẫu găng không handcraft đang có mặt tại shop. Đầu tiên là sản phẩm SB Solo Posterot, thứ hai là sản phẩm Adidas, thứ ba là The Beastar, thứ tư là Puma và thứ năm là Nike. Thì 5 dòng sản phẩm này với thiết kế theo xu hướng không handcraft trong 2019 đã làm thay đổi về nhận biết và nhận thức về sử dụng găng tay thủ môn của các bạn RK. Và may mắn là mình đã sưu tập được 5 mẫu găng không handcraft này để giới thiệu với các bạn. Thì nếu mà các bạn thấy video clip này hay và thú vị thì hãy like và subscribe cho kênh để mình cầu phát triển thêm nhiều video clip khác nhau. Và cũng mong rằng những video clip thế này sẽ làm hài lòng tất cả các bạn. Và mình mong rằng sự góp ý của các bạn trong những cái video clip sẽ giúp cho mình sẽ làm được nhiều clip về găng tay tốt hơn. Chắc chắn là sẽ có những cái clip trên tay thực sự ở khi thi đấu ngoài sân và mình sẽ gửi đến các bạn trong những cái clip tiếp theo. Xin ái và chào tạm biệt các bạn, gặp lại các bạn trong một cái video clip tiếp theo.